quý vị, trong bản tuyên bố nhân ngày tự do báo chí toàn thế giới năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nêu tên blogger điếu cày tại Việt Nam cùng với hai nhà báo trên thế giới là Mazen Dawit của Syria và Dawit Azak của Eritrea như những trường hợp bị đày ải, hãm hại do các chính quyền đàn áp tự do báo chí. Thông cáo phổ biến trên báo chí của Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua mùng 3 tháng 5 cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng cùng lúc nước Hoa Kỳ lên án những vụ giam giữ các nhà báo trên thế giới, thì cũng không được quên những người khác như blogger điếu cày, người bị bắt giữ vào năm 2008 trong đợt trấn áp tập thể báo chí công dân ở Việt Nam, cùng với trường hợp của hai nhà báo Syria và Eritrea nêu trên. Bản thông cáo được phổ biến một ngày trước khi tòa án tại Việt Nam thông báo với các luật sư vào buổi sáng thứ Năm về phiên tòa xử ba blogger nổi tiếng tại Việt Nam. Dự trù sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5 này, nhưng đến chiều thông báo được rút lại. Luật sư Hà Huy Sơn, người nhận bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải, cho biết vụ xử được hoãn lại. Ông cho biết thêm, thân chủ của ông là blogger điếu cày luôn giữ vững lập trường là ông không hề làm điều gì phi pháp. Thông báo là dự kiến là 8 giờ ngày 15 tháng 5 sẽ xử lý phiên tòa đấy. Nhưng đến tầm 15 giờ thì thư ký tòa gọi điện cho tôi là xin thu hồi lại cái thông báo đấy và chưa biết ngày nào. Nội dung làm việc thì ông ấy cũng vẫn là giữ cái quan điểm của ông ấy từ khi bị bắt nhưng cho đến cái lúc mà gặp tôi hay gặp luật sư, ông nói rằng là ông ấy không làm gì sai phạm pháp luật của Việt Nam. Thưa quý vị, ba bị đơn do nhà nước Việt Nam truy tố gồm các blogger Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần sẽ bị xét xử theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, mà mức án cao nhất lên đến 20 năm tù giam. Ba blogger bất đồng chính kiến từng tham gia hoặc bị ngăn cản không được tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc và viết nhiều bài trên blog về tình hình tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, vấn đề khai thác bauxit ở Tây Nguyên, các vụ tham nhũng lớn tại Việt Nam, cũng như những bài tố cáo tham nhũng và bất công trong hệ thống luật pháp tại Việt Nam. Vợ của blogger điếu cày bà Dương Thị Tần lúc tối thứ Năm giờ Việt Nam nói với Đài Á Châu Tự Do về tình cảnh và lập trường của ông trong trại giam cùng với tin tức về blogger Tạ Phong Tần như sau. Ông luôn luôn nhắc cho tất cả các luật sư vào để mà tư vấn về luật pháp cũng như vào thăm gặp và đến bây giờ đến gia đình rằng ông không làm gì sai, không làm điều gì vi phạm hiến pháp, không làm điều gì vi phạm pháp luật. Và ông chỉ muốn đấu tranh cho cái sự công bằng xã hội. Ông nói cái thực trạng xã hội vì tổ quốc lâm nguy. Ông đấu tranh và ông sẵn sàng đấu tranh cho đến chết. Ông luôn luôn khẳng định điều đó. Và bây giờ khi ông tuyệt thực trong trại giam bởi một lý do rằng ngoài cái việc đó ra ông không có bất cứ một cái thứ gì khác kể cả cây bút và tờ giấy để tố cáo những cái sự tàn khốc ở trong trại giam, họ cũng cắt luôn, thậm chí cái cặp kính đeo mắt của ông ấy họ cũng tước đoạt để cho ông không nhìn thấy gì hết. Thì chỉ ngoài cái việc thực ra ông không còn bất cứ một cái thứ vũ khí gì để tự bảo vệ mình và nói lên cái tiếng nói. Ngày hôm nay tôi cũng được biết tin là cô Tạ Phong Tần cũng tuyệt thực 35 ngày để phản đối cái việc giam giữ một cách trái pháp luật và cái sự tàn khốc của trại giam. Cô tuyệt thực 35 ngày và luật sư cho biết là sức khỏe của cô cũng rất kém. Bà cũng cho biết diễn tiến lần con trai ông Điếu Cày được thăm gặp cha như sau. Luôn luôn họ có người canh chừng mà theo dõi. Thậm chí họ cũng còn muốn khám xét cả người để xem mày có cái gì trong người không. Họ đã nói với con tôi như vậy. À, điện thoại của mày đâu? Con tôi nói là không có mang theo vào, điện thoại mẹ tôi cầm. Các chú nếu muốn biết có cái gì thì các chú cứ khám. Rồi sau đó họ mới thôi, họ không khám nữa, họ không nói nữa. Và họ luôn luôn theo dõi nhưng mà cái ông Nguyễn Văn Hải, ông nói có cái việc gì cần nói con cứ nói. Còn họ có cho nói hay không là việc của họ. Thì họ đe dọa trước là không được nói ngoài cái việc thăm hỏi sức khỏe ra thì họ sẽ lôi đi ngay. Nếu ngoài cái việc đó, họ lên tiếng đe dọa liên tục. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng hỏi thăm luật sư Nguyễn Quốc Đạt, người bào chữa cho blogger Tạ Phong Tần và tham gia bào chữa cho blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải về việc thăm gặp các thân chủ của ông trong trại giam. Ông đã cho biết. Ngày hôm nay tôi vào, tôi có đăng ký và gặp anh điếu cày cũng như là chị Tạ Phong Tần. Nhưng mà không có cái người mà có thẩm quyền để phê duyệt thì bên phía an ninh hẹn là vào thứ ba, sáng thứ ba có gì tôi sẽ lên, tôi sẽ đăng ký gặp anh biết tại thêm một lần nữa là lần thứ ba và gặp chị Tạ Phong Tần là lần thứ nhất. Bởi vì chị Tạ Phong Tần có cái đơn yêu cầu từ trong trại giam là đích danh nhà tôi là tham gia là bảo vệ cho chị Tạ Phong Tần nữa. Được hỏi về bản tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhân ngày tự do báo chí trên thế giới, luật sư Nguyễn Quốc Đạt đã phát biểu như sau.
Về mặt nội dung về cái tinh thần thì tôi ghi nhận là một cái tinh thần nó mang cái tính chất dân chủ, nhằm cái mục đích là bảo vệ cái quyền tự do báo chí cho những cái nhà báo tại không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Thì tôi ghi nhận cái tinh thần của nội dung này là tốt. Cái quan điểm của tôi thì tôi cũng đồng quan điểm theo cái nhận định của Tổng thống Obama. Tuy nhiên là cái vấn đề này là cái thông báo của Nhà Trắng. Để trả lời được cái vấn đề này nó rõ ràng theo con đường ngoại giao thì tôi nghĩ là cái câu trả lời này chỉ dành cho nhà nước Việt Nam thì nó rõ hơn. Kính thưa quý vị, Đài Á Châu Tự Do sẽ tiếp tục theo dõi những diễn tiến của vụ án này để gửi đến quý khán thính giả những thông tin cập nhật tại địa chỉ afa.net. Chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.